chín mẹo vặt hay tốt cho sức khỏe mà bạn nên áp dụng ngay một nhai kẹo cao su để tăng cường trí nhớ chắc chắn đây là thông tin ít người biết tới nhưng vô cùng hiệu nghiệm nghiên cứu được chứng minh nhai kẹo cao su giúp bạn tỉnh táo hơn mọi cảm giác mệt mỏi sẽ được giảm bớt Hiệu quả được chứng minh bởi các nhà nghiên cứu anh nhai kẹo cao su trong kỳ thi giúp tăng khả năng tập trung tinh thần. Điểm số đạt được cao hơn. 2. Không đánh răng ngay sau khi ăn. Không nên đánh răng ngay sau khi ăn bởi điều này sẽ khiến răng bị bào mòn, men răng dễ hỏng bởi các vitamin như vitamin C bám vào thành răng làm tăng tác động bào mòn răng. Hãy nghỉ ngơi 30 phút sau đó mới tiến hành làm sạch răng miệng. 3. Trường mặt và ngâm chân. Ngâm khăn mặt vào nước nóng, khoảng 40 đến 50 độ C rồi vắt khô thật nhanh và đắp lên mặt, dùng mũi hít hơi nóng từ khăn tỏa ra khi khăn mặt nguội lại tiếp tục ngâm vào nước nóng cứ như vậy làm đi làm lại vài lần sẽ có tác dụng trường mắt trường mặt và trường mũi mũi hít hơi nóng có tác dụng phòng cảm cúm chữa viêm mũi và chống chảy máu cam trường mắt có thể góp phần làm mắt đỡ căng thẳng trường mặt khiến cho da càng thêm mịn màng và tăng sức đàn hồi Mỗi buổi tối nên ngâm chân bằng nước nóng với nhiệt độ khoảng 50 độ C. Nên cho thêm một chút giấm hoặc ít muối vào chậu nước ngâm chân. Muối có tác dụng khử trùng, còn giấm tác dụng dưỡng da. Khi ngâm, nên lấy hai chân cọ sát vào nhau. Sau 10 phút, lau khô chân và dùng tay xoa bóp hai chân. Điều này rất có lợi vì từ khớp xương cổ chân trở xuống có tới 66 huyệt tương ứng với các bộ phận trên cơ thể con người. 4. Một ly nước trước khi ngủ Các chuyên gia y học khuyên rằng mỗi chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, trước khi đi ngủ nên uống khoảng 200ml nước. Việc này sẽ có lợi cho sự tuần hoàn của máu tác dụng hữu hiệu đối với việc phòng ngừa một phần nào chứng tai biến mạch máu não. Chú ý không uống nhiều hơn sẽ mất ngủ do đi tiểu đêm. Nam, nán lại trên giường khoảng 5 phút sau khi ngủ dậy. Khi tỉnh dậy, đừng vội vàng nhảy xuống đất ngay. Hãy nán lại trên giường vài phút để từ từ duỗi dài cơ thể, đạp hai chân trên không như đạp xích lô. Sự uể oải sẽ tiêu tan hết và thay vào đó là một tinh thần phấn chấn cho ngày mới. 6. Uống một ly nước chào buổi sáng. Ngay sau khi bước chân xuống giường, hãy uống một ly nước, nước ấm càng tốt, từng ngụm nhỏ để cung cấp nước cho cơ thể, loại bỏ những độc tố và khởi động cho dạ dày ruột. Nếu có thể bạn làm một ly chanh nóng uống vào buổi sáng sau khi thức dậy thì càng tốt. 7. Tập thể dục vào buổi sáng sau khi thức dậy. Hãy dành 5 đến 10 phút cho những động tác thể dục đơn giản như vươn vay, hít thở. Vạn mình, chúng sẽ đem đến cho bạn sự linh hoạt và nhanh nhẹn trong suốt cả ngày. 8. Tắm buổi sáng. Buổi sáng là thời điểm lý tưởng cho những tia nước ấm mát xa khắp cơ thể. 9. Xoay cổ để giảm đau chân tay. Thức giấc sau một đêm ngủ bạn thấy tay, chân bị đau, người uể oải. Hãy xoay đầu của bạn sang hai bên nhịp nhàng. Động tác này giúp tay, chân khỏi tê buốt. Trên đây là chín mẹo vặt sức khỏe bạn nên áp dụng ngay chào các bạn hẹn gặp lại các bạn